Chào mừng tất cả các bạn. Thì vừa qua mình nhận một số yêu cầu của các bạn về cách thức mà chúng ta sử dụng bìa cạc nô trong đại số pool để giải quyết những bài toán trong cái môn kỹ thuật số. Thì môn kỹ thuật số là một cái môn rất là quan trọng trong các lĩnh vực điện điện tử, tự động hóa và cơ điện tử. Thì đây là những cái lĩnh vực cần thiết để các bạn có thể sử dụng để trong lập trình cũng như là tối ưu hóa các bài toán về điện tử hoặc là bài toán về điện khí nén vân vân. Đó. Thì bìa cạc nô là một trong những cái phương pháp mà căn bản mà các bạn cần phải nắm và nó cũng rất là đơn giản trong quá trình mà chúng ta sử dụng quá trình sử dụng. Thì bìa cạc nô thì nó là một trong những cái công cụ thuận tiện đơn giản để rút gọn các cái biểu thức của đại số pool. Bìa cạc nô nó có một cái tên khác nữa gọi là K-map, K-map. Thì như vậy thì nó có thể thay đổi một cách tùy biến các sắp xếp các cái hàng cột theo một cái nguyên lý của mã số array. Chúng ta lưu ý ha, nó phải là theo các nguyên lý của mã array thì chúng ta mới thực hiện được cái phần bìa cạc nô này. Thì trước tiên để hiểu thêm là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng nguyên lý mã array trong cái bìa cạc nô thì chúng ta cần phải hiểu mã array là gì. Mã array là một cái mã nhị phân đó, một cái mã nhị phân mà chúng ta sử dụng với nguyên tắc là không hai giá trị liên tiếp không thay đổi quá một chữ số, hai giá trị liên tiếp không thay đổi một giá trị số mà chúng ta gọi đây là bit. Các bạn chú ý là màn hình, các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có là mã array của 2 bit, thì chúng ta thấy rằng ở đây là số 0 1 1 1 0 0. Các bạn thấy nó hơi lạ một tí. Tại sao mình nói hơi lạ? Tại vì đúng ra thì 0 0 0 nè, 1 rồi tới phải là đây là số 2, tức là 1 0 phải nằm trên đây. Nhưng theo nguyên tắc của mã array thì từ hàng này, từ các đơn vị này chuyển qua cái đơn vị tiếp theo, nói tiếp theo đơn vị tiếp theo thì không được thay đổi quá một bit. Và ở đây chúng ta chỉ thay đổi từ con số 0 này sang con số 1 này, chứ không thể nào thay đổi con số 1 này hoặc sang con số 0 luôn. Thì như vậy là nó đã thay đổi 2 bit. Tương tự các bạn quan sát cái mã array 3 bit thì các bạn cũng sẽ thấy nguyên tắc tương tự. Chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ có 011 thì ở dưới đây chúng ta chỉ thay đổi một bit duy nhất là bit này. Đó, các bạn thấy không? Nó không bao giờ thay đổi 2 bit. Và tương tự vậy là từ 010 thì nó chỉ thay đổi thành là 110 và luôn luôn sẽ có nguyên tắc là thay đổi một bit duy nhất. Tại sao phải như vậy? Tại vì trong kỹ thuật chúng ta sẽ có những trường hợp gọi là chênh đoạt điều khiển. Tức là khi mà chúng ta thiết kế một hệ thống, chúng ta cần chú ý rằng việc chúng ta tính toán là hoàn toàn đúng, nhưng khi đưa ra ngoài thực tế nó sẽ xảy ra các trường hợp. Ví dụ khi mà hai cảm biến đồng loạt gửi tín hiệu về bộ xử lý của chúng ta thì sẽ có một cái chuyện là luôn luôn sẽ có một nha, luôn luôn khả năng cao sẽ có một tín hiệu đi đến sớm hơn và một tín hiệu đi chậm hơn. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng chênh đoạt điều khiển, chênh đoạt điều khiển. Và như vậy khi mà quy trình mà chúng ta đưa ra, quy trình chúng ta đưa ra thì nó sẽ không bao giờ đảm bảo rằng là quy trình nó luôn luôn đúng. Ví dụ hai tín hiệu công tắc hành trình nó được vừa chạm cùng một lúc thì nó sẽ có một công chuyện là gì, sẽ có một tín hiệu đi đến trước và một tín hiệu đến sau, và chúng ta sẽ không bao giờ xác định được tín hiệu nào đến trước và đến sau nếu trong thiết kế chúng ta không chú ý đến điều đó, không chú ý điều đó. Chính vì vậy phương pháp bìa cạc nô chúng ta phải sử dụng hệ thống mã array để chúng ta thực hiện, để tránh tình trạng là chênh đoạt điều khiển, chênh đoạt điều khiển. Một cái ví dụ mà các bạn có thể dễ hình dung nhất đó chính là khi mà các bạn tham gia ví dụ chẳng hạn như là bấm chuông, bấm chuông để tranh nhau quyền, thì các bạn thấy rằng là khi mà người giám khảo nói rằng là bắt đầu thì cơ bản là chúng ta gần như chúng ta bấm chuông cùng một lúc, tuy nhiên luôn luôn sẽ có một tín hiệu đến trước và một tín hiệu đến sau. Tương tự vậy và chúng ta lại không xác định được là tín hiệu nào đến trước, tín hiệu đến sau, làm cho quy trình kỹ thuật của chúng ta sẽ gặp một số vấn đề. Đó. Ở đây thì mã array nó cũng sử dụng cho cái những cái biểu thị của encoder vân vân, và nó sử dụng rất là nhiều trong cái tín hiệu kỹ thuật truyền hình kỹ thuật số mặt đất và truyền hình cáp để đảm bảo rằng là tín hiệu chúng ta luôn luôn chuẩn và sẽ không có một cái sự nhầm lẫn nào trong thứ tự mà chúng ta ra ra lệnh. Ha, các bạn lưu ý chỗ này ha. Đối với việc mô, khi mà các bạn thành lập bìa cạc nô thì chúng ta cũng sẽ tuân theo cái nguyên tắc này. Các bạn thấy nè, đầu tiên đối với bìa cạc nô hai biến, chúng ta có một cái hộp tín hiệu hai, thì đề đầu vào thì chúng ta sẽ có các cái tín hiệu đầu vào, có tín hiệu đầu,
Đầu ra, qua nhiệm vụ của chúng ta sẽ tìm cái hàm biến đổi này. Thì đối với tín hiệu bị gạch đâu hai biến thì nó đơn giản này. Nó chỉ có hai biến 0, 1 thì các bạn sắp thấy rất là bình thường. Nhưng mà đối với bị gạch nô tín hiệu 3 biến trở lên, bị gạch nô tín hiệu 3 biến trở lên, các bạn thấy rằng là các bạn sẽ có hai biến phía trên và một biến phía dưới. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè, đây là 00, 01, 11 và 10, 11 và 10. Và điều này sẽ theo đúng cái nguyên tắc của Murray, theo đúng nguyên tắc của Murray. Đối với 4 biến cũng tương tự vậy, 4 biến cũng tương tự vậy. Đó, thì chúng ta phải tuân thủ rằng là giữa hai cột liền kề hoặc là hai hàng liền kề, các biến, các bit thay đổi nó chỉ có thể là sao? Thay đổi đúng một bit và không thể nào thay đổi hai bit trở lên trong quá trình mà chuyển tiếp. Chuyển tiếp. Đó, đó là cái mà chúng ta cần lưu ý. Tuy nhiên các bạn thấy nè, số lượng từ hai biến chúng ta lên 3 biến là nó là 8 rồi. Lên 4 biến nó là 16 và lên 5 biến thì nó đã là 32 và 6 biến thì nó là lên 64 rồi. Chính vì vậy thì đối với bi cạc nô nó chỉ sử dụng cho các cái hàm ha, các cái hàm mà chúng ta để giải quyết các bài toán liên quan từ 2 đến 6 biến, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta giải quyết được các bài toán mà trên 6 biến. Tại vì như vậy thì cái hệ thống bi cạc nô chúng ta rất là lớn, thì thường đối với số lượng biến lớn hơn thì mọi người sẽ sử dụng là đại số bool, chúng ta không sử dụng bi cạc nô để giải quyết bài toán đó. Nhưng mà lưu ý vấn đề này giùm mình. Đó. Những vấn đề mà bi cạc nô có thể giải quyết, đó là đầu tiên là khả năng giải quyết các cái khả năng mà so trùng mẫu. Đó, rất là tốt, một cách đơn giản. Đó. Đối với đại số bool thì các bạn, khi các bạn đã tìm hiểu thì các bạn thấy rằng đại số bool nó sẽ là một cái chuỗi rất là dài và nhìn rất là phức tạp. Các bạn phải thuộc các định lực của bool để các bạn có thể là sao giải quyết bài toán đó. Đó, đó giống như là lần mà chúng ta năm lớp 12 chúng ta giải quyết các bài toán về bất đẳng thức vân vân thì nó rất là phức tạp. Chính vì vậy bi cạc nô sẽ làm đơn giản hóa cái quá trình đó. Thứ hai là cho phép chúng ta có thể nhìn được và loại trừ được những cái trường hợp và tranh đoạt điều khiển một cách nhanh chóng, mà trong khi là các con số của hàm số bool chúng ta không giải quyết được bài toán đó. Tức là bi cạc nô sẽ giải quyết được những bài toán thực tế bên ngoài, mà chúng ta sẽ giải quyết rất là tốt cái vấn đề mà tranh đoạt điều khiển. Bên cạnh đó, đây là một cái phương tiện để đơn giản hóa phương trình. À, tối đa là 6 biến rất là tốt, mà bộ não chúng ta có thể một cách làm việc một cách dễ dàng. Đối với những bài toán mà liên quan nhiều hơn 6 biến thì chúng ta sẽ giải quyết bằng biểu thức của đại số bool. Chúng ta là không dùng bi cạc nô để chúng ta giải quyết. À, tuy nhiên thì đối với những bài toán từ 6 biến trở xuống thì chúng ta giải quyết bằng bi cạc nô cực kỳ dễ dàng, Đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta thực hiện giải bi cạc nô. Và bi cạc nô nó sẽ có hai phương pháp, xin lỗi là có hai cách thức để làm. Một là chúng ta sẽ sử dụng là số phủ là 1. Nha, hai là chúng ta sẽ sử dụng số phủ là 0. Tức là trong cái bảng của chúng ta nó sẽ có là giá trị 0 hoặc là 1. Thì chúng ta sẽ có hai cách để thực hiện, tùy thuộc cách nào mà tạo ra được các cái hàm tối ưu nhất thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Tối ưu chúng ta sẽ thực hiện điều đó nha, và chúng ta lưu ý vấn đề đó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến các cái ví dụ cụ thể thì các bạn sẽ hiểu được cái quy trình làm giải quyến các bài toán về bi cạc nô. Thì như vậy các bạn sẽ hình dung rõ hơn về vấn đề này, Một cái ví dụ đơn giản đối với bi cạc nô hai biến. Đó. Các bạn nhìn trên màn hình các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có là sao? Không hoặc là một ở đây. Bài toán đầu tiên, chúng ta có hai biến AB. Ở đây chúng ta có một duy nhất. Rồi, chúng ta khoanh dùng nó. Dùng này nó phải là một biến số một tập hợp hai mũ n. Hai mũ n với n là số tự nhiên. Tức là n này có thể bằng 0 hoặc là bằng 2 hoặc là 1 gì đó, nhưng mà bắt buộc nó phải là hai mũ n và nó phải là một hình vuông, tức là cái dùng này phải là hình vuông hoặc là hình chữ nhật, chứ không có việc mà chúng ta là tạo ra các cái bi cạc nô chữ l như thế này. Đó, chữ l thế này là không không tạo ra được ha, chúng ta lưu ý vào đó. Đó, các bạn lưu ý vấn đề đó cho mình nhé. Đó, thì chúng ta tạo đây, thì khi mà chúng ta tạo xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện giải bài toán. Chúng ta chọn hết tất cả các dùng số 1 rồi thì chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta thấy rằng ở đây là số 1, ở trên đây là chữ A.
Thì ở chữ A ở đây, biến A ở đây nó là giá trị không, thì nghĩa là nghịch đảo của A. Chúng ta sẽ sử dụng là A nghịch đảo. À, đối với cơ số 1 thì chúng ta là tổng của các tích nha, của các dùng. Rồi chúng ta đây B số 0 thì chúng ta sẽ có là sao, phủ định của B. Như vậy chúng ta sẽ có một cái hàm y bằng phủ định A nhân phủ định định B. Phủ định A và phủ định B. Tiếp tục qua cái bài toán thứ hai, chúng ta thấy chúng ta sẽ có một dùng và chúng ta cũng tuân theo nguyên tắc là hai mũ n, và lưu ý chúng ta chọn làm sao mà cái dùng chúng ta lớn nhất. Tại sao? Nếu giả sử chúng ta chọn dùng này và đây một dùng, đúng không, thì như vậy chúng ta sẽ có hai dùng, thì như vậy là bài toán không giải quyết được. Không phải là không giải quyết được mà chính xác là nó không tối ưu. Chính vì vậy chúng ta phải chọn làm sao mà sao dùng là lớn nhất, để chọn bài toán dùng lớn nhất. Để chọn bài toán dùng lớn nhất thì chúng ta phải chọn như thế này. Đó, một dùng là hai mũ n với n bằng 1. Và con số n này nó còn một đặc điểm nữa. Đó chính là số biến sẽ bị loại bỏ trong vùng đó, số biến sẽ bị loại bỏ trong vùng đó. Ở đây hai mũ n với n bằng 1 nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ được một biến. Ở đây chúng ta bắt đầu a. Chúng ta xem coi a có thay đổi giá trị không? A không thay đổi giá trị. A vẫn bằng 0 thì chúng ta sẽ là có phủ định của a. Tiếp tục b thay đổi giá trị từ 0 sang 1. Từ 0 sang 1 chúng ta sẽ làm cách nào? Chúng ta sẽ loại bỏ b đi. Cuối cùng như vậy hàm ở đây chúng ta sẽ có là phủ định của a y bằng phủ định của a. Và chúng ta thấy rằng trong vùng này chúng ta đã loại bỏ được biến b, chúng ta loại được biến b. Trong khi nếu chúng ta chọn ở đây một ô, ở đây một ô thì chúng ta sẽ không loại bỏ được biến b trong cái hàm của chúng ta nha. Những bài sau thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn lý do tại sao chọn một cái vùng lớn như vậy. Đối với trường hợp mà một ví dụ khác, à nãy mình có nói rằng là chúng ta có thể chọn được cơ số 0. Chọn được cơ số 0 đúng không? À, chúng ta thử khoanh một cái vùng số 0. Số 0 thì theo nguyên tắc nó là tích của các tổng nha. Và chúng ta cũng tương tự vậy, chúng ta thấy rằng là đây có số A. A đây là 1. Thì khi chúng ta chọn cơ số 0 thì A là 1 thì chúng ta sẽ có phủ định của A. Phủ định của A. Đó, tiếp tục. Ở đây chúng ta biến B cũng là thay đổi, biến B thay đổi từ 1 sang 0. Chính vì vậy chúng ta loại bỏ biến B và cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một cái hàm y bằng phủ định của A. Đối với những cái vùng nhỏ như vậy thì các bạn sẽ hơi khó hiểu một tí là sự khác biệt giữa cái vùng 0 và vùng 1. Thì chúng ta sẽ đi những cái ví dụ sau thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Đó, đối với cái vùng thứ hai, chúng ta thấy ở đây chúng ta vẫn chọn dùng. Đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta đây có hai số 1. Đó, chúng ta khoanh dùng đó nha, khoanh một cái dùng lớn nhất với cơ số là hai mũ n, số ô bên trong là hai mũ n. Chúng ta lưu ý luôn luôn phải nhớ con số này ha. Ở đây chúng ta thấy rằng hai mũ n với n bằng 1, đúng không, với n bằng 1 thì chúng ta sẽ loại bỏ được một biến trong vùng đó. Như vậy ở đây chúng ta có a có thay đổi không, a không thay đổi. Như vậy là chúng ta có a, ở đây chúng ta chọn dùng 1 và a là không thì chúng ta có phủ định của a. Tiếp tục b có thay đổi không, b thay đổi, xin lỗi là b không thay đổi, chúng ta cũng có b và chúng ta nhân với phủ định của b. Phủ định của b. Tiếp tục c, c thay đổi từ 1 sang 0. Như vậy chúng ta sẽ loại bỏ c đi và chúng ta sẽ có cái hàm như sau, y bằng phủ định a nhân phủ định b. Đó, thấy không? Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ khác nữa. Chúng ta sẽ chọn cơ số 0. Thì ở đây các bạn sẽ thấy sự khác biệt của cơ số 0. Cơ số 0 ở đây chúng ta có chọn được cái vùng lớn này không? Vùng lớn này chúng ta có 6 số và chúng ta sẽ không có con số nào là n là số tự nhiên mà hai mũ n có thể bằng 6. Chính vì vậy chúng ta sẽ không chọn được, không chọn được. Chúng ta lưu ý nha. Bắt buộc chúng ta phải chọn hai dùng, một dùng 4 và một dùng 2. Một dùng 4 và một dùng 2. Được chưa? Để chúng ta mới có thể là sao? Thực hiện được cái bài này. Và bắt đầu chúng ta cũng sẽ đi làm từng dùng. Cơ số 0 có nghĩa là sao? Tích của các tổng. Và chúng ta bắt đầu làm. Đối với dùng đầu tiên, A có thay đổi không? Biến A không thay đổi, như vậy chúng ta sẽ có biến A. Và đây là số 0, ở dưới đây cũng là số 0, như vậy chúng ta sẽ có gì? Số A còn nguyên. Thấy chưa? Tiếp tục. B thay đổi không? B không thay đổi. Và B đây là số 1, nhưng mà ở dưới là số 0, thì B đó là phải phủ định của B.
Và đối với chọn cơ số 0 thì ở đây chúng ta sẽ là dấu dấu cộng. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có dùng thứ nhất. Chúng ta sẽ có dùng thứ nhất. Tiếp tục. Cơ số 0 thì chúng ta gọi là sao? Tích của các tổng, tức là tích của các dùng khác nhau. Như vậy là đây chúng ta sẽ nhân đây cái dùng thứ hai. Đó, dùng thứ hai chúng ta mở ngoặc ra. Dùng thứ hai chúng ta có từ 1 sang 1, như vậy là A không thay đổi, đúng không? A không thay đổi. Vậy chúng ta có sẽ có A, và A đây là 1. A đây là 1, đúng không? Ở dưới đây là 0 thì A phải là phủ định. Tiếp tục. Chúng ta sẽ cộng. Cộng có gì không? Tiếp tục B thay đổi không? B thay đổi từ 1 sang 0. Vậy chúng ta loại bỏ biến B. C thay đổi từ 1 sang 0 trong vùng này ha. Thì chúng ta loại bỏ biến biến C. Như vậy thì chúng ta sẽ sao? Như vậy chúng ta chỉ có là A ở đây. Và cuối cùng là hàm của chúng ta có là phủ định của A nhân cho A cộng phủ định của B. Đó, thấy không? Và hai hàm này các bạn thấy hai hàm này là bằng nhau. Khi chúng ta nhân phân phối vào. Nhân phân phối vào thì phủ định của A nhân A thì nó sẽ bằng 0 nha. Chúng ta lưu ý nha, phủ định A bằng 0 thì hai dùng này cơ bản là nó sẽ bằng nhau. Cơ bản là nó sẽ bằng nhau. Thấy không? Các bạn thấy là chúng ta đã gom gọn. Thì khi mà chúng ta làm bài tập bên ngoài á, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta thường chúng ta sẽ chọn làm sao là số lượng nó nhỏ nhất, tức là coi coi trong đây số 1 và số 0 cái số nào mà nó có số lượng nhỏ nhất. Thứ hai là dùng phanh này phải lớn nhất. Nha, tất nhiên là vẫn phải đáp ứng được biến số 2 mẫu n. 2 mẫu n. Và các bạn thấy rõ ràng một sự khác biệt rất là lớn. Ở vùng này chúng ta có là sao? 2 mũ 1 thì chúng ta loại bỏ một biến. Chúng ta có 3 biến thì chúng ta sao? Ở đây còn 2 biến. Dùng này thì là 2 mũ 2, nghĩa là sao? Chúng ta loại bỏ 2 biến tại n lúc này bằng 2. Đúng không? Thì ta loại bỏ được 2 biến và cuối cùng bên này chỉ còn một biến. Đó, các bạn thấy để ý những cái quy luật như thế này thì các bạn sẽ làm bài tập một cách dễ dàng, dễ dàng. Chúng ta tiếp tục đi qua một cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ có là dùng hai dùng. À, tại vì đây chúng ta không chọn được cái dùng này, đúng không? Chúng ta không chọn được cái dùng này thì chúng ta sẽ có hai dùng. Chúng ta có hai dùng. Hai dùng. Và hai dùng nó sẽ là như thế này. Hai dùng nó sẽ như thế này. Và chúng ta cũng đi theo đúng nguyên tắc cũ. Thứ nhất là đối với cơ số 1 nó là tổng của các tích, tức là các cơ số trong đây là tích và các dùng sẽ cộng lại với nhau, được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu. Đối với dùng đầu tiên thì chúng ta có C thay đổi thì nó là loại bỏ biến C rồi. A là 0, B là 0 và nó không thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ có A phủ định cộng B phủ định. Xin lỗi là nhân cho B phủ định. Tại vì các cơ số trong dùng của số 1 là tích với nhau. Tiếp tục dùng thứ hai là cộng với dùng thứ hai này. Dùng thứ hai chúng ta có A bằng 0 chuyển thành 1. Như vậy chúng ta loại bỏ được biến A. B từ 1 qua 1. Như vậy là biến B vẫn giữ nguyên. Và chúng ta sẽ có B. Chúng ta có B. C không thay đổi. Tại vì C là có một hàng như thế này thôi. C không thay đổi. C vẫn là 0. Như vậy chúng ta sẽ có phủ định của C. Và chúng ta sẽ có hàm như thế này. Mình sẽ có hàm như thế này. Đó, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử đối với cơ số 0. Tại vì đối với bài này chúng ta thấy rằng nè, nó có 4 số 1 và 4 số 0. Thì chúng ta sẽ thử cái bài toán số 0 như thế nào. Chúng ta cũng sẽ khoanh dùng số 0. Khoanh dùng số 0. Và chúng ta sẽ ra đúng cái đáp án. Các bạn thử ha. Các bạn sẽ ra được cái đáp án như thế này. Theo đúng các cái trình tự hồi nãy mình hướng dẫn. Trình tự các bạn, hồi nãy hướng dẫn cho các bạn. Đó, các bạn lưu ý ha. Và một số các bạn hỏi, à bây giờ em phanh thêm cái dùng này được không? Phanh thêm dùng này vẫn được, nhưng mà nó sẽ bị thừa. Nó bị thừa. Hai, chúng ta lưu ý nha. Chúng ta phanh dùng như thế này thì nó bị thừa. Và khi mà chúng ta thừa như vậy thì chúng ta lại có thêm một cái tích phía sau này nữa. Chúng ta sẽ có thêm một cái tích như thế này. Thì rõ ràng cái chuỗi của cái hàm số của chúng ta nó sẽ dài ra thêm. Chính vì vậy các bạn là phanh theo các nguyên tắc. Là phanh được cái dùng lớn nhất theo cơ số 2 mũ n. Với số O bên trong là 2 mũ N. Các bạn khoanh cái dùng càng lớn càng tốt. Và luôn luôn lưu ý nó phải là hình tứ giác ha. Hình tứ giác. Mình quay lại cái vụ này. Các bạn thấy nè. Các bạn thấy các, nhiều bạn sẽ hỏi, à bây giờ em khoanh như vậy được không? Đây cũng là 2 mũ N.
Nhưng mà nó không phải là một hình tứ giác, nó không phải là một hình tứ giác thì chúng ta sẽ không khoanh được. Chúng ta lưu ý cho đó ha, nó không phải là một hình tứ giác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái ví dụ để làm rõ hơn cái vấn đề về biệt gạch nôn. Biệt nôn. Rồi. Đây là một cái biệt gạch nôn với bốn biến. Bốn biến. Nó bao nhiêu biến thì cũng vẫn như vậy thôi, nhưng mà thường thì các bạn thấy rằng là bắt đầu số ô vào nó tăng lên rồi. Nên chính vì vậy thì đối với biệt căn nô thường thì chúng ta chỉ giải từ 6 biến trở lại. Chúng ta sẽ không giải các biệt căn nô trên 6 biến. Tại như vậy thì cái số lượng ô rất là lớn và các bạn cũng sẽ rất là khó khăn trong quá trình mà chúng ta thực hiện. Rồi chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta thấy rằng đây là dùng đầu tiên. Chúng ta khoanh dùng đầu tiên lại. Đúng không? Tiếp theo chúng ta khoanh dùng thứ hai. Khoanh dùng thứ hai. Đó. Tại sao các bạn sẽ thắc mắc? À bây giờ thầy tại sao mà chúng ta lại không khoanh dùng này mà chúng ta lại là khoanh luôn dùng 4? Thì nhắc lại một nguyên tắc mà các bạn là dùng chúng ta khoanh là làm sao cái dùng càng lớn càng tốt. Dùng càng lớn càng tốt. Được chưa? Chúng ta khoanh dùng này cũng được, nó dẫn ra được đáp án nhưng mà nó sẽ không phải là dùng lớn nhất. Và chúng ta lưu ý một chuyện nè. Cơ số chúng ta là hai mũ n. N này nó có một ý nghĩa đặc biệt là với n này càng lớn thì nó loại bỏ số biến càng lớn. Chúng ta chỉ khoanh dùng này nghĩa là sao? Cái tổ hợp đó chỉ loại bỏ được một biến, nhưng mà chúng ta khoanh dùng này thì các tổ hợp nó sẽ loại bỏ được hai biến. Nha, bắt đầu chúng ta thử. Đầu tiên là đối dùng này. Dùng này là 4 nè, đúng không? 4 nghĩa là n bằng 2, nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ được hai biến trong bốn biến. Chúng ta có a bằng 0, b bằng 0 và không thay đổi thì chúng ta sẽ có là a nhân phủ định của b. Đúng không? CD thay đổi. Đó, CD thay đổi. Được chưa? Tiếp tục. Cộng cái dùng thứ hai. Chúng ta có nè. A bằng 0. A bên đây bằng 0. Không đổi. Như vậy chúng ta vẫn còn giá trị của A và A cũng là phủ định của A. Các bạn thấy không? Tiếp tục. B thay đổi. Chúng ta loại bỏ. C từ 0 sang 0. Như vậy chúng ta sẽ có phủ định của C. Phủ định của C. Đúng không? D từ 1 sang 0 là thay đổi. Đó. Nếu giả sử chúng ta chỉ chọn dùng này thì như thế nào? Thì như vậy biểu thức của chúng ta sẽ có thêm thằng B. Tại vì B, cái dùng này B không thay đổi từ 0 đến 1 mà B lúc nào B bằng 1 thì chúng ta lại nhân cho con số B vào. Thì như vậy hàm chúng ta lại thừa một giá trị. Hàm chúng ta lại thừa một giá trị. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta khoanh dùng lớn nhất thì nó cơ số chúng ta sẽ gọn nhất. Cơ số chúng ta sẽ gọn nhất. Chúng ta lưu ý chỗ này nha. Rồi, chúng ta qua một cái ví dụ tiếp theo để chúng ta hiểu rõ hơn cách thức mà chúng ta làm. Cách thức chúng ta làm. Đầu tiên thì đối với bài toán này, chúng ta thấy ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái dùng này. Và các bạn lưu ý một chuyện, tại sao mình đưa ra bài toán này? Tại vì chúng ta thấy có hai con số 1 đứng ngay góc. Đúng không? Hai số 1 đứng ngay góc như thế này. Và chúng ta thấy rằng hai con số 1 đứng ngay góc này thì đối với biệt gạch nô, cái hàng này nè, thực tế nó liên thông qua bên đây. Nó liên thông qua đây. Tương tự nha. Đó, cái hàng này nó liên thông qua đây. Và tương tự rằng cái hàng này nè. Hàng này à. Hàng này với hàng này nó cũng liên thông với nhau. Chính vì vậy chúng ta sẽ chọn ra được như thế này. Ở đây chúng ta có một bộ, một dùng có 4 số 1. Một dùng có 4 số 1. Thấy chưa? Đây chúng ta có một dùng có 4 số 1. Và lỗi à, chúng ta sẽ có một cái dùng có 4 số 1, nghĩa là chúng ta vẫn chọn được hai dùng, vẫn chọn được hai dùng. Và nguyên tắc biệt gạch nôn là hàng này có thể đặt bên đây, hàng này có thể đặt bên đây, tức là nó sẽ có thể uốn cong lại được ha. Nó là một cái dạng, một cái chu trình khép kín, nên chính vậy các bạn có thể uốn cong được. Tại vì nếu giả sử các bạn chỉ chọn hàng này không thì cơ số nó rất là nhỏ, đúng không? Nó chỉ có một à. Và các bạn chọn này không nghĩa là chúng ta có tổng cộng là 3 dùng, chúng ta sẽ có tổng cộng 3 dùng. Trong khi nếu chúng ta chọn như thế này thì chúng ta sẽ chọn được, nó chỉ tốn hai dùng, nghĩa là chúng ta chỉ có là tổng của hai tích mà thôi. Và bắt đầu chúng ta sẽ làm bài. Đầu tiên đối với dùng đầu tiên, dùng đầu tiên thì dễ ha. Chúng ta có 0 và 0 thì chúng ta sẽ có a phủ định của a nhân phủ định của b. Đúng không? Dùng thứ hai chúng ta có, xin lỗi, là tiếp theo là CD thì thay đổi rồi, nên là dùng đầu tiên chúng ta đã loại bỏ được hai biến. Tiếp theo, dùng tiếp theo chúng ta có nào? A đây là 1. Bên đây A là 0. Như vậy chúng ta loại bỏ được A. B là 0. B là 1. Thì ở dưới đây có phụ định của B.
Đúng không? Tiếp tục. Chúng ta có C là 1, C là 0 thì chúng ta loại bỏ C. D là 0, D là 0 thì chúng ta có phủ định của D. Phủ định của D. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ có một cái biểu thức như thế này. Biểu thức như thế này. À, các bạn lưu ý cái chỗ này giùm mình, các bạn lưu ý chỗ này giùm mình. Đó, nếu các bạn không chọn như thế, các bạn sẽ có những cái hàm nhiều hơn. Và vùng chúng ta chọn phải là cái vùng lớn nhất. Vùng chúng ta chọn phải là cái vùng lớn nhất. Đây, chúng ta sẽ chọn những cái vùng lớn nhất nè. Ừ. Đây là cái điểm mà các bạn cần lưu ý ha. Chúng ta chọn vùng càng lớn, chúng ta sẽ loại bỏ càng nhiều biến. Chúng ta chọn vùng càng lớn thì chúng ta loại bỏ càng nhiều biến. Mình sẽ có một cái ví dụ hoài mà rõ hơn vấn đề này. Chúng ta sẽ chọn cơ số 0 ha. Chúng ta chọn cơ số 0. Đầu tiên là ví dụ cơ bản nhất, chúng ta sẽ chọn hai vùng này, hai vùng này. Các bạn thấy rằng là mình đã chọn một cái vùng rất là lớn, có 8 chữ số. Đúng không? 8 chữ số thì nó sẽ chuyện gì xảy ra? Nó sẽ loại bỏ được là hai, nó sẽ là tổng số của nó là 2 mũ 3, như vậy nó sẽ loại bỏ được 3 trên 4 biến. Ồ, một cái hàm cực kỳ tốt. Một cái hàm cực kỳ tốt. Ở đây chúng ta chọn một cái vùng nhỏ hơn. Nó là hai biến thì nó sẽ loại bỏ được một biến trong 3 biến. Như vậy chúng ta sẽ có một cái vùng như sau. Chúng ta xỏ này đi ha. Đó này đi. Rồi, đầu tiên AB. A đây, biến A thay đổi. Bỏ A, B là 1, B là 1. Đúng không? Nhưng mà do dùng chúng ta chọn là 0, như là chúng ta sẽ là phủ định của B. Đúng không? CD là toàn bộ thay đổi, dọc theo này toàn là toàn bộ thay đổi, chúng ta bỏ CD đi. Tiếp tục. Đối với cơ số 0 thì nó là tích của các dùng. Đó, chúng ta mở ngoặc ra. Tiếp tục. Chúng ta có đây A không đổi, B không đổi và A là 1 thì chúng ta sẽ có phủ định của A. Đúng không? B không đổi thì chúng ta sẽ có 0 thì chúng ta sẽ cộng cho B. Cộng cho B, cộng ha. Tích của các tổng. Ha. Chúng ta lưu ý nha. Rồi, tiếp tục. D từ 1 sang 1 như vậy là D cũng không đổi, như vậy chúng ta sẽ là 1 thì chúng ta sẽ có đây là phủ định của D. Chúng ta có phủ định của D. Chúng ta có phủ định của D. C thay đổi như vậy. Các bạn thấy rằng đối với chúng ta chọn dùng 2 này thì chúng ta chỉ loại bỏ được một biến duy nhất và chúng ta sẽ có một cái hàm như thế này. Chúng ta sẽ có một hàm như thế này. Đó. Thì hàm trên đây và hàm dưới đây nó cũng giống nhau thôi. Các bạn nhân phân phối vào thì nó sẽ ra cái hàm phía trên đó thôi. Tuy nhiên, nếu giả sử chúng ta chọn một cái phương án khác là chúng ta sẽ chọn cái dùng này, chúng ta chọn luôn cái dùng này thì như thế nào? Chúng ta chọn dùng này như thế nào nha. Đó, chúng ta chọn như thế này thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ thử lại cái công thức, được chưa? Đầu tiên là cái dùng đầu tiên là chúng ta đã loại bỏ được hai biến là B không đổi rồi, B vẫn giữ nguyên, B vẫn giữ nguyên. Nhưng mà cái dùng thứ hai thì sẽ như thế nào? Dùng như hai là sao? Đó, chúng ta đầu tiên A không đổi, đúng không? Đây A không đổi, A không đổi, như vậy là chúng ta sẽ có phủ định của A. Đúng không? B thay đổi, loại bỏ B. C từ 1 sang 0 đổi và D từ 1 sang 1 thì chúng ta có cộng phủ định của D. Cộng phủ định của D, chúng ta đóng ngoặc lại. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có cái hàm số sau. Hàm số sau. Hoặc như các bạn đã thấy, rõ ràng hai hàm số này là giống nhau. Hai hàm số này là giống nhau. Đúng không? Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là nó thừa biến B. Do ở trên đây chúng ta chọn cái vùng nhỏ hơn nên chúng ta không loại bỏ biến B này. Nhưng khi trong cái bài toán thực tế, khi mà nhìn vô bề mặt chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ chọn được một cái vùng lớn hơn như thế này thì chúng ta sẽ loại bỏ biến B và hàm số chúng ta sẽ gọn nhất có thể. Đây là một trong những đặc điểm mà bề mặt giúp chúng ta giải quyết các cái bài toán phức tạp này, trong khi là đại số Boole chắc chắn là chúng ta sẽ không nhìn ra được cái phương án này. Đó, ở đây thì chúng ta sao? Cứ khoanh một cái vòng quà, một trong những điều kiện mà tiên quyết nhất mà các bạn cần phải làm đó chính là các cái số ô phải tuân theo nguyên tắc là hai mũ n. Các vùng này là có thể chồng lên nhau, và luôn luôn nhớ nha, chúng ta không chọn cái vùng này nha, chúng ta không có chọn vùng như thế này nha. Cái vùng này là chúng ta không được chọn. Tại sao? Tại vì nó nằm trong cái vùng kia rồi, chúng ta sẽ không chọn vậy. Luôn luôn phải có một cái biến nằm bên ngoài. Đó, luôn luôn phải có một cái biến nằm bên ngoài. Đó là những cái lưu ý mà khi mà chúng ta thực hiện làm bề mặt nô
Thì trên đây là cái phần hướng dẫn của mình đối với cách thức mà chúng ta giải quyết bài toán của Biagno. Mọi thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới và mình sẽ trả lời cho các bạn cách thức các cái bài tập đặc biệt của các bạn và cũng như là mọi thắc mắc của bạn. Chúc các bạn có thể thành công giải quyết các bài toán về đại số Boole một cách dễ dàng bằng cách ứng dụng Biagno. Chúc các bạn thành công và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi hướng dẫn sau. Và các bạn có thể yêu cầu các cái chủ đề mà mình hướng dẫn bên môn kỹ thuật số cho các bạn để các bạn có thể là giải quyết các bài toán bên kỹ thuật số một cách dễ dàng. Vì đây là một trong những cái môn quan trọng đối với lĩnh vực điều khiển. Và các bạn không nắm được môn kỹ thuật số thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn.